Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho đến tối ngày 24 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh có 233 ca mắc COVID-19 đang điều trị, 62 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp. Chỉ trong vòng 24 giờ từ 16 giờ ngày 23 tháng 4 đến 16 giờ ngày 24 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 81 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 77 ca nhập viện. Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh dịch COVID-19, các loại dịch bệnh hô hấp do thời tiết giao mùa cũng gia tăng. Những ngày gần đây, do nắng nóng gay gắt cùng với thời gian chuyển mùa ở khu vực phía Nam khiến nhiều trẻ phải nhập viện do mắc bệnh đường hô hấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện nhi gia tăng bệnh nhân bởi giao mùa, hệ miễn dịch của trẻ suy giảm. Điều này khiến trẻ dễ bị bộ nhiễm vi khuẩn dẫn đến viêm phổi kèm theo. Bác sĩ Trường Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, viêm phổi do phế cầu khuẩn rất nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong lên tới 50% ở nhóm đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, phế cầu khuẩn còn gây ra tình trạng đồng nhiễm, bội nhiễm ở bệnh nhân COVID-19, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và kéo dài, nguy cơ để lại nhiều di chứng ở hệ thần kinh, hệ hô hấp, xe phổi, áp xe phổi, phù phổi, suy hô hấp, hệ vận động. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Cũng theo bác sĩ Khanh, phế cầu khuẩn còn gây ra tình trạng nhiễm trùng nặng như viêm mảng não, nhiễm trùng máu, viêm tai giữa, viêm xoang. Nếu đồng nhiễm cùng tác nhân khác, nguy cơ biến chứng nặng như viêm màng ngoài tim, phù thủng, xẹp phổi ở nhóm này rất cao, bác sĩ Khanh cho biết. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của HCDC, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron. Điều đáng lo ngại là ngoài một biến thể phụ mới thuộc nhóm biến thể phụ đáng quan tâm XBB.1.5 đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được WHO xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi. Biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ. Ngay sau đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát khuyến cáo về việc đeo khẩu trang nơi công cộng và yêu cầu học sinh và giáo viên đeo khẩu trang trong trường học. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tình hình thực tế cho thấy số ca mắc mới tăng nên sẽ dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh. Mặt khác, hầu hết những ca nhập viện đều là người thuộc nhóm nguy cơ. Hiện tại, WHO chưa có khuyến cáo rõ ràng về việc chủng ngừa nhắc vaccine COVID-19. Để chủ động bảo vệ sức khỏe trước thời điểm dịch bệnh COVID-19 gia tăng và các bệnh lý liên quan đến hô hấp đang lưu hành, người dân nên giữ vệ sinh, đeo khẩu trang. Việc tiêm chủng sớm vaccine phòng các bệnh hô hấp như vaccine cúm, vaccine phế cầu ở giai đoạn hậu COVID-19 có phần quan trọng bảo vệ lá phổi, đường hô hấp cũng như cải thiện mức độ lây lan cũng như các biến chứng nặng của COVID-19, đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao. Nghiên cứu cho thấy nếu nhiễm virus SARS-CoV-2 đồng nhiễm hoặc bội nhiễm phế cầu khuẩn, tỷ lệ tử vong tăng lên 7,9 lần. thank yeah. you